và anh bắt đầu hành trình đi tìm kiến thức của mình. Anh đăng ký các khóa học trực tuyến, anh đọc sách và tìm kiếm hướng dẫn từ các chuyên gia. Dần dần anh Linh tích lũy được kiến thức và có kỹ năng cần thiết để trở thành một trader thành công. Sau nhiều tháng cố gắng và học hỏi thì cuối cùng đã thấy sự thành công của anh. Anh không chỉ kiểm soát được cảm xúc của mình khi mà giao dịch mà anh còn biết cách đánh giá và quản lý rủi ro. Anh Linh đã từ một người thua lỗ trở thành một chuyên gia trong ngành tài chính, và câu chuyện của anh nó đã trở thành nguồn động viên cho những người khác muốn bắt đầu hành trình của mình trong thế giới giao dịch. Và hành trình của bạn như thế nào, hãy comment cho tôi biết. Nhấn vào nút theo dõi để nghe những câu chuyện của tôi trong thị trường này nhé. Tạm biệt.